Xin chào các bạn, hôm nay Aizen sẽ giới thiệu đến các bạn về chủ đề giải phương trình lượng giác cơ bản. Nội dung mà Aizen đưa đến các bạn trong chủ đề này là cách giải 4 phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình đầu tiên là sin x bằng m, phương trình thứ hai là cos x bằng m, phương trình thứ ba là tan x bằng m và phương trình cuối cùng là cotan x bằng m. Phần đầu tiên là cách giải phương trình sin x bằng m. Ta sẽ xét phương trình 1 là phương trình sin x bằng m trên đường tròn lượng giác tâm O. Ta có trường hợp đầu tiên, giá trị tuyệt đối của m lớn hơn 1, ta thấy được rằng giá trị của sin x chỉ nằm trong đoạn từ âm 1 đến 1. Tức là nói giá trị tuyệt đối của sin x bé hơn hoặc bằng 1 với mọi x, từ đó ta kết luận rằng khi giá trị tuyệt đối của m lớn hơn 1 thì phương trình 1 vô nghiệm. Tiếp theo, trong trường hợp thứ hai, giá trị tuyệt đối của m bé hơn hoặc bằng 1, ta lấy điểm K trên đường tròn lượng giác sao cho OK bằng m. Từ K vẽ đường thẳng vuông góc với trục sin, cắt đường tròn lượng giác ở hai điểm là m và m'. Khi đó ta thấy số đo của hai cung AM và AM' là hai nghiệm của phương trình 1. Khi gọi alpha là số đo bằng radian của cung AM thì số đo của cung AM bằng alpha cộng K2π với K thuộc Z, hoặc số đo của cung AM' bằng pi trừ alpha cộng K2π với K thuộc Z. Như vậy, ta sẽ kết luận là phương trình 1 có hai họ nghiệm bù nhau. Từ các kết luận trên, Aizen có thể trình bày cho các bạn cách giải tổng quát phương trình sin x bằng m như sau. Cho phương trình sin x bằng m là phương trình 1. Điều kiện có nghiệm của phương trình 1 là giá trị tuyệt đối của m bé hơn hoặc bằng 1 tương đương với giá trị của m lớn hơn hoặc bằng âm 1 và bé hơn hoặc bằng 1. Khi đó phương trình 1 trở thành sin x bằng sin alpha tương đương với x bằng alpha cộng k2π với k thuộc z, hoặc x bằng pi trừ alpha cộng k2π với k thuộc z. Cuối cùng là kết luận tập nghiệm. Tiếp theo Aizen sẽ chỉ cho bạn cách tìm sin alpha bằng máy tính cầm tay. Bước 1 là ấn phím Shift, bước 2 ấn phím Sin, bước 3 là nhập giá trị của m, bước 4 là ấn dấu bằng và chờ kết quả. Lưu ý rằng phải để máy tính ở chế độ radian nếu đơn vị là radian. Aizen sẽ làm mẫu cho các bạn cách bấm bằng ví dụ sau đây, tìm sin x bằng 1/3. Vậy góc alpha cần tìm là 0,339. Tiếp theo, Aizen sẽ trình bày một số lưu ý khi các bạn giải phương trình sin x bằng m. Lưu ý, nhất định phải cộng thêm bội lần 2π. Hai nghiệm của phương trình là hai nghiệm bù nhau. Nếu alpha là một số lẻ, số thập phân vô hạn tuần hoàn, vân vân, thì họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng arc sin của alpha cộng k2π với k thuộc z, hoặc x bằng pi trừ arc sin của alpha cộng k2π với k thuộc z. Ví dụ 1, sin x bằng 0,325, khi đó họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng arc sin của 0,325 cộng k2π với k thuộc z, hoặc x bằng pi trừ arc sin của 0,325 cộng k2π với k thuộc z. Nếu yêu cầu alpha có đơn vị là độ thì họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng alpha độ cộng k360 độ với k thuộc z, hoặc x bằng 180 độ trừ alpha độ cộng k360 độ với k thuộc z. Họ nghiệm của phương trình phải cùng một đơn vị hoặc là độ hoặc là radian. Ví dụ 2, sin x bằng sin 35 độ. Khi đó họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng 35 độ cộng k360 độ với k thuộc z, hoặc x bằng 180 độ trừ 35 độ cộng k360 độ với k thuộc z, tương đương x bằng 35 độ cộng k360 độ với k thuộc z, hoặc x bằng 145 độ cộng k360 độ với k thuộc z. Tiếp theo, Aizen sẽ giới thiệu một số trường hợp đặc biệt của sin. Đầu tiên là sin x bằng 0, tương đương với x bằng kπ với k thuộc z. Thứ hai là sin x bằng âm 1, tương đương với x bằng âm pi phần 2 cộng k2π với k thuộc z. Cuối cùng là sin x bằng 1, tương đương với x bằng pi phần 2 cộng k2π với k thuộc z. Công thức tổng quát, sin của ux bằng sin của vx, tương đương với ux bằng vx cộng k2π với k thuộc z, hoặc ux bằng pi trừ vx cộng k2π với k thuộc z. Aizen sẽ có một ví dụ cho các bạn như sau, sin x bằng 0,5. Aizen sẽ giải bài này như sau. Ta cần tìm một góc alpha sao cho sin alpha bằng 0,5. Từ hình vẽ ta có sin của 30 độ bằng 0,5, nên sin x bằng sin của 30 độ tương đương với x bằng 30 độ cộng k360 độ với k thuộc z, hoặc x bằng 180 độ trừ 30 độ cộng cho k360 độ với k thuộc z. Rút gọn ta được x bằng 30 độ cộng k360 độ với k thuộc z, hoặc x bằng 150 độ cộng k360 độ với k thuộc z. Vậy phương trình đã cho có hai họ nghiệm là 30 độ cộng K360 độ và 150 độ cộng K360 độ với K thuộc Z. Phần thứ hai là giải phương trình thứ cos x bằng m. Ta cũng sẽ xét phương trình 2 là phương trình cos x bằng m trên đường tròn lượng giác tâm O. Ta cũng có trường hợp 1 là giá trị tuyệt đối của m lớn hơn 1, tương tự như sin x, giá trị của cos x cũng nằm trong đoạn từ âm 1 đến 1. Vì vậy ta kết luận, khi giá trị tuyệt đối của m lớn hơn 1 thì phương trình 2 vô nghiệm. Tiếp theo, trong trường hợp thứ hai, giá trị tuyệt đối của m bé hơn hoặc bằng 1, ta sẽ lấy điểm H trên đường tròn lượng giác sao cho OH bằng m. Từ H vẽ đường thẳng vuông góc với trục cốt, cắt đường tròn lượng giác ở hai điểm là m và m'. Khi đó ta thấy số đo của hai cung AM và AM' là hai nghiệm của phương trình 2.
Khi gọi alpha là số đo bằng radian của cung AM, thì số đo của cung AM bằng alpha cộng K2π với K thuộc Z, hoặc số đo của cung AM phẩy bằng trừ alpha cộng K2π với K thuộc Z. Như vậy, ta sẽ có kết luận là phương trình hai có hai họ nghiệm đối nhau. Từ các kết luận trên, Eisen có thể trình bày cho các bạn cách giải tổng quát phương trình cos x bằng m như sau. Cho phương trình cos x bằng m là phương trình 2. Điều kiện có nghiệm của phương trình 2 là giá trị tuyệt đối của m bé hơn hoặc bằng 1 tương đương với giá trị của m lớn hoặc bằng âm 1 và bé hơn hoặc bằng 1. Khi đó phương trình 2 trở thành cos x bằng cos alpha tương đương với x bằng alpha cộng k2π với k thuộc z hoặc x bằng trừ alpha cộng k2π với k thuộc z. Cuối cùng là kết luận tập nghiệm. Tiếp theo Eisen sẽ chỉ cho bạn cách tìm cos alpha bằng máy tính cầm tay. Bước 1 ấn phím Shift, bước 2 ấn phím Code, bước 3 là nhập giá trị của m, bước 4 là ấn dấu bằng và chờ kết quả. Lưu ý rằng, phải để máy tính ở chế độ radian. Nếu đơn vị là radian, Eisen sẽ làm mẫu cho các bạn cách bấm bằng ví dụ sau đây, tìm cos x bằng 1/5. Ta tính được góc alpha cần tìm là 1,369. Tiếp theo Eisen sẽ trình bày một số lưu ý khi các bạn giải phương trình cos x bằng m. Lưu ý, nhất định phải cộng thêm bội lần 2π. Hai nghiệm của phương trình là hai nghiệm đối nhau. Nếu alpha là một số lẻ, số thập phân vô hạn tuần hoàn, vân vân thì họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng a cos của alpha cộng k2π với k thuộc z hoặc trừ a cos của alpha cộng k2π với k thuộc z. Các bạn sẽ dễ hình dung với ví dụ mà Eisen trình bày sau đây. Ví dụ 1, cos x bằng 0,175. Khi đó họ nghiệm sẽ được viết như sau, x bằng a cos của 0,175 cộng k2π với k thuộc z hoặc trừ a cos của 0,175 cộng k2π với k thuộc z. Nếu yêu cầu alpha có đơn vị là độ thì họ nghiệm sẽ được viết như sau, x bằng alpha độ cộng k360 độ với k thuộc z hoặc x bằng âm alpha độ cộng k360 độ với k thuộc z. Họ nghiệm của phương trình phải cùng một đơn vị hoặc là độ hoặc là radian. Ví dụ 2, cos x bằng cos 75 độ. Khi đó họ nghiệm sẽ được viết như sau, x bằng 75 độ cộng K360 độ với K thuộc Z hoặc x bằng âm 75 độ cộng K360 độ với K thuộc Z. Tiếp theo, Eisen sẽ giới thiệu một số trường hợp đặc biệt của cos. Đầu tiên là cos x bằng 0 tương đương với x bằng π/2 cộng Kπ với K thuộc Z. Thứ hai là cos x bằng 1 tương đương với x bằng K2π với K thuộc Z. Cuối cùng là cos x bằng âm 1 tương đương với x bằng π cộng K2π với K thuộc Z. Công thức tổng quát cos của ux bằng cos của vx tương đương với ux bằng vx cộng k2π với k thuộc z hoặc ux bằng âm vx cộng k2π với k thuộc z. Eisen sẽ có một ví dụ cho các bạn như sau, cos x bằng 0,5. Eisen sẽ giải bài này như sau. Ta cần tìm một góc alpha sao cho cos alpha bằng 0,5. Từ hình vẽ ta có cos của 60 độ bằng 0,5 nên cos x bằng cos của 60 độ tương đương với x bằng 60 độ cộng k360 độ với k thuộc z hoặc x bằng âm 60 độ cộng k360 độ với k thuộc z. Vậy phương trình đã cho có hai họ nghiệm là 60 độ cộng K360 độ và âm 60 độ cộng K360 độ với K thuộc Z. Phần thứ 3 của chủ đề này, Eisen sẽ trình bày cách giải của phương trình tăng x bằng m. Ta đã biết được rằng tăng x bằng sin x phần cos x nên điều kiện xác định của tăng x là cos x phải khác 0, tương đương x khác π/2 cộng Kπ với K thuộc Z. Vậy ta có tập xác định D bằng R khác π/2 cộng Kπ với K thuộc Z, đây là biểu diễn trục tăng trên đường tròn. Eisen sẽ xét phương trình 3, tăng x bằng m trên đường tròn lượng giác tâm O. Ta có tập xác định D bằng R khác π/2 cộng Kπ với K thuộc Z. Lấy điểm K trên trục tăng sao cho AK bằng m, đường thẳng OK cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm M và M'. Khi đó, số đo cung AM và AM' là nghiệm của phương trình 3. Gọi alpha là số đo cung AM, khi đó số đo cung AM' là alpha cộng π. Từ tập xác định tìm điều kiện có nghiệm của phương trình, khi đó phương trình 3 trở thành tăng x bằng tăng alpha, tương đương x bằng alpha cộng Kπ với K thuộc Z. Xét điều kiện có nghiệm và kết luận tập nghiệm. Tiếp theo Eisen sẽ chỉ cho các bạn cách tìm tăng alpha bằng máy tính cầm tay. Bước 1 ấn phím Shift, bước 2 ấn phím tăng, bước 3 nhập giá trị của m, bước 4 ấn phím bằng và chờ kết quả. Lưu ý là để máy tính ở chế độ radian nếu đơn vị là radian. Các bạn có thể hình dung cách bấm qua ví dụ sau đây, tăng x bằng 2/3. Vậy góc alpha cần tìm là 0,588. Sau đây là một số lưu ý mà Eisen muốn các bạn nhớ. Khi giải phương trình tăng x bằng m, nhất định phải cộng thêm bội lần π. Khi giải phương trình cần phải xét điều kiện của tập xác định. Nếu alpha là một số lẻ, số thập phân vô hạn tuần hoàn, vân vân thì họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng arctan của alpha cộng Kπ với K thuộc Z. Nếu yêu cầu alpha có đơn vị là độ thì họ nghiệm được viết như sau. X bằng alpha độ cộng K180 độ với K thuộc Z. Họ nghiệm của phương trình phải cùng một đơn vị, hoặc là độ, hoặc là radian.
Công thức tổng quát, tăng UX bằng tăng VX, tương đương UX bằng VX, cộng KP với K thuộc Z. Để các bạn dễ hình dung thì Eisen có một ví dụ như sau, tăng X bằng 1. Ta giải ví dụ này như sau, ta có tập xác định D bằng giờ, các pi phần 2 cộng KP với K thuộc Z. Ta cần tìm một góc alpha sao cho tăng alpha bằng 1. Theo hình minh họa kế bên, ta có tăng 45 độ bằng 1 nên ta có tăng X bằng tăng 45 độ. Tương đương X bằng 45 độ cộng K 180 độ với K thuộc Z. Vậy phương trình có họ nghiệm là 45 độ cộng K 180 độ với K thuộc Z. Bây giờ các bạn hãy cùng Eisen đến với một ví dụ phức tạp hơn. Tăng 2x bằng tăng pi phần 5, ta đặt phương trình này là sao? Hướng giải của ví dụ này như sau. Vì tập xác định của hàm tăng x là d bằng giờ khác pi phần 2 cộng kpi với k thuộc z. Nên 2x khác pi phần 2 cộng kpi với k thuộc z tương đương với x khác pi phần 4 cộng kpi phần 2 với k thuộc z. Vậy tập xác định của phương trình sao là d bằng giờ khác pi phần 4 cộng kpi phần 2 với k thuộc z. Khi đó phương trình sao sẽ trở thành 2x bằng pi phần 5 cộng kpi với k thuộc z tương đương x bằng pi phần 10 cộng kpi phần 2 với k thuộc z. Kết quả này đã thỏa mãn điều kiện của tập xác định. Vậy phương trình sao có họ nghiệm như sau. Phần nội dung cuối cùng của chủ đề này, Eisen sẽ trình bày cách giải của phương trình cotang x bằng m. Ta đã biết được rằng cotang x bằng cos x phần sin x. Điều kiện để xác định cotang x là sin x khác 0 tương đương với x khác kpi với k thuộc z. Vậy ta có tập xác định của phương trình cotang x bằng m là d bằng giờ khác kpi với k thuộc z. Đây là biểu diễn của trục cotang trên đường tròn. Eisen cũng sẽ xét phương trình 4 là phương trình cotang x bằng m trên đường tròn lượng giác tâm O. Ta có tập xác định d bằng giờ khác kpi với k thuộc z. Lấy điểm h trên trục cotang sao cho bh bằng m. Đường thẳng OH cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm m và m phẩy, khi đó số đo cung am và am phẩy là nghiệm của phương trình 4. Gọi alpha là số đo cung am, khi đó số đo cung am phẩy là alpha cộng pi. Với những nhận xét trên, Eisen sẽ rút ra cách giải tổng quát cho phương trình cotang x bằng m. Gọi phương trình cotang x bằng m là phương trình 4. Ta có tập xác định d bằng giờ khác kpi với k thuộc z từ tập xác định tìm điều kiện có nghiệm của phương trình. Khi đó phương trình 4 trở thành cotang x bằng cotang alpha tương đương x bằng alpha cộng kpi với k thuộc z. Xét điều kiện có nghiệm và kết luận tập nghiệm. Tiếp theo Eisen sẽ chỉ cho các bạn cách tìm cotang alpha bằng máy tính cầm tay. Bước 1 ấn phím phân số. Bước 2 ấn phím 1 ở từ số. Bước 3 ấn phím di chuyển xuống. Bước 4 ấn phím shift. Bước 5 ấn phím tăng. Bước 6 là nhập giá trị m. Và cuối cùng bước 7 là ấn phím bằng và chờ kết quả. Lưu ý là để máy tính ở chế độ radian nếu đơn vị là radian. Các bạn có thể hình dung cách bấm qua ví dụ sau đây. Cotang x bằng 1/3. Vậy góc alpha cần tìm là 3,108. Sau đây là một số lưu ý mà Eisen muốn các bạn nhớ khi giải phương trình cotang x bằng m, nhất định phải cộng thêm bội lần pi. Khi giải phương trình cần phải xét điều kiện của tập xác định. Nếu alpha là một số lẻ, số thập phân vô hạn tuần hoàn, vân vân thì họ nghiệm sẽ được viết như sau. X bằng arc cotang alpha cộng kpi với k thuộc z, nếu yêu cầu alpha có đơn vị là độ thì họ nghiệm được viết như sau. X bằng alpha độ cộng k 180 độ với k thuộc z, họ nghiệm của phương trình phải cùng một đơn vị hoặc là độ hoặc là radian. Công thức tổng quát, cotang ux bằng cotang vx tương đương với ux bằng vx cộng kpi với k thuộc z. Để các bạn dễ hình dung thì Eisen có một ví dụ như sau, cotang x bằng 1. Eisen sẽ giải ví dụ này như sau. Ta có tập xác định d bằng giờ khác kpi với k thuộc z, ta cần tìm một góc alpha sao cho cotang alpha bằng 1. Theo hình minh họa kế bên, ta có cotang 45 độ bằng 1 nên ta có cotang x bằng cotang 45 độ. Tương đương x bằng 45 độ cộng k 180 độ với k thuộc z. Vậy phương trình có họ nghiệm là 45 độ cộng k 180 độ với k thuộc z. Bây giờ các bạn hãy cùng Eisen đến với một ví dụ phức tạp hơn, ví dụ cho phương trình sau. Cotang của 2x cộng pi phần 5 bằng 1/3. Eisen có cách giải như sau. Vì tập xác định của cotang x là d bằng giờ khác kpi với k thuộc z, nên 2x cộng pi phần 5 khác kpi với k thuộc z tương đương với x khác âm pi phần 10 cộng k pi phần 2 với k thuộc z. Vậy tập xác định của phương trình sao là d bằng giờ khác âm pi phần 10 chia k pi phần 2 với k thuộc z. Khi đó phương trình sao tương đương 2x cộng pi phần 5 bằng arc cotang của 1/3 cộng k pi với k thuộc z tương đương với x bằng âm pi phần 10 cộng arc cotang của 1/3 chia 2 cộng k pi phần 2 với k thuộc z. Họ nghiệm này đã thỏa mãn với điều kiện có nghiệm của tập xác định của phương trình sao. Vậy phương trình sao có họ nghiệm là x bằng trừ pi phần 10 cộng arc cotang 1/3 phần 2 cộng k pi trên 2 với k thuộc z. Ví dụ này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi Eisen Group.